sky, wide enough to embrace.
what's inside, just like the clouds passing by, flying high in the grand open sky. Everything around me will be loved, embraced, and peacefully free. Everything inside me will be loved, embraced, and peacefully free. Ôi quê hương đi
cõi mười phương thân tha hương. Trong cõi đời ta giữ bên mình hình một quê nhà. Chạy xuôi đưa con thuyền trao nghiêng theo nhịp chèo thiên ai nghe câu hò. Hò ơi gió đưa gió đầy về đẩy núi Công, về sông núi Cát, về sông núi Cát, về đồng núi nhớ ngày nào chẳng quên đất mẹ dẫm chưa chiều hè. Ôi đẹp làm sao đêm sáng chẳng sao gõ nhịp chảy mau. Ôi quê hương tiếng gọi mười thương những ngày tha hương. Trong cõi người ta giữ bên mình quê nhà. Ôi quê hương tiếng gọi mười thương những ngày tha hương. Trong cõi người ta giữ bên mình hình bóng quê nhà. Cô bác là chúng con rất là hạnh phúc được đến đây có buổi sinh hoạt cùng với cô bác và hưởng chung cái năng lượng tu tập và bình an của cô bác, cho nên tụi con gửi tặng một bài hát trước khi kết thúc là Hoa Vẫn Nở Trên Đường Quê Hương, tại vì chúng con đang trên đường trở về tìm lại gốc rễ ở quê hương và hoa đang nở và đã nở trong Phật đường. Hoa vẫn nở trên đường quê hương, vội quê hương ta đó. Kìa bóng tre xanh tươi bên đàn, kìa ánh trăng đang lên bì hoàng. Từng cánh hoa, từng cánh hoa. Hoa vẫn nở trên đường quê hương. Đường năm xưa đi trong bóng tối, đường hôm nay đi trong ánh sáng. Thân vui chân bước tới à, 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 à. Hãy lên đường và thương yêu nhau. Hoa vẫn nở trên đường quê hương, ôi quê hương ta đó. Ngàn bước chân đi trong nhiệm màu, ngàn trái tim đi trong nguyện cầu. Từng cánh hoa, từng cánh hoa, hoa vẫn nở trong đêm mù sương. Hoa vẫn nở trên đường quê hương, hoa vẫn nở trên đường quê hương, ôi quê hương ta đó. Dù bé thơ xanh sao gầy còm, dù tiếng ru ban chưa mỏi mòn. Từng cánh hoa, ngạc thương yêu xuống
đi sầu thương, hoa vẫn nở trên đường quê hương. Hai đoạn nữa. Lời em nương như tiếng xuôi, lời thơ anh vang như thác núi. Nguyện nước xưa còn thiết tha, ngã xanh như mà non quê ta. Bàn chân em đi gieo lúa mới, bàn chân anh đem theo nắng mới. Về núi xa, về phố hoa, quét cho tan khổ đau trong ta. Hoa vẫn nở trên đường quê hương, ôi quê hương ta đó. Từng phút giây gieo nhân an lành, từng bước chân đi trong thiên hành. Từng cánh hoa, hoa vẫn nở trong tôi niềm tin. Hoa vẫn nở trên đường quê hương. Có thể buồn
xây dựng thiên đàng, sống hoan ca đem cho đời bình an. Điều mà đương chúng ta làm muôn sao, ở đi thôi là có ta có ta. Điều mà đương chúng ta làm muôn sao, ở đi thôi là có ta có ta. Thưa toàn thể đại chúng,
con xin cúng dường đại chúng thêm một bài hát nữa. Bài hát này chúng con trình bày lại từ bài hát Wish You Were Here. Chúng con cố gắng đã viết sang lời Việt. Bài hát này diễn tả một cái nỗi nhớ mong về người bạn của mình, cũng như là những cái gì đẹp đẽ thâm sâu nhất trong bản thân tâm hồn mình cũng như xung quanh mình, là những gì mà mình khó có thể diễn bày được. Những nắng ấm của mùa xuân hay là niềm đau trong trái tim của mình, đó là những điều mà thật sự có thể bằng ngôn từ có thể diễn bày được những điều đó. Chúng con sẽ cố gắng trình bày công hiến cho đại chúng bài này qua lời Việt của các thầy sống thượng viết lời. Thank you.
xin cảm ơn đại chúng. Nhóm sống thượng chúng con sẽ xin phép được cống hiến cho đại chúng thêm vài giây, chỉ có vài giây, chỉ giai điệu mùa xuân thiền ca trong vòng vài giây thôi. Xin mời đại chúng. We are the ways of one sea. We are the
Dear Thai, dear Sangha, we are the children group from the retreat. Guten Morgen, lieber Thai, liebe Sangha, wir sind die Kindergruppe aus dem Retreat. And we would like to offer a song for the whole community that we prepare during this retreat. Und wir würden euch gern ein Lied schenken, das wir während dieses Retreats für euch vorbereitet haben. And before that, we would like to give back the bag of corn for Thai and report that every children they practice very well with it. Und zuvor würden wir gerne noch das kleine Säckchen mit den Maiskörnern an Thai zurückgeben und ihm berichten, dass alle Kinder damit sehr gut praktiziert haben. Well, every children received two grains of corn. Jedes Kind hat zwei Körner bekommen. Two, because we thought that just in case some children forget to talk to the corn, then the two plants of corn they can talk to each other. Also wir haben den Kindern zwei gegeben. Für den Fall, dass die Kinder vergessen, mit der Pflanze zu sprechen, dann hat die Pflanze hier eine andere Pflanze, mit der sie sprechen kann. Thank you.
Chúng con là anh chị em gia đình xuất gia ngay trong hương. Ngày hôm qua là ngày biểu diễn chúng con ở trong văn thân chị năm. Và hôm nay như buổi văn nghề trong hợp tôi xuất sĩ, chúng con kiểm cũng như mấy đại chúng. Chúng con trực tiếp đến người để lòng chiêm sâu sắc tới thầy, tới tăng thân đã nuôi dưỡng chúng con dự hiện cho tới ngày hôm nay. Con rất mạnh khỏe và xanh tươi. Và bây giờ chúng con kính cũng như đại chúng nhạc phẩm Hồng Ân do sáng phẩm cần chúng con sáng tạo. Và chúng con kính mời đại chúng thưởng thức. Biển mây dòng sông bao hân hoan, mình
Xin hứa với tôi hôm nay, trên đầu chúng ta có mặt trời và buổi trưa đường vòng, rằng em không bao giờ thù hận con người. Alone again, I'll go on with Bandit. Sun and moon will
I am sorry.
Maria.